Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh LTK Bonsai. Hôm nay em có 2 phôi mai già, tứ quý và 7 phôi mai vàng. Muốn giao lưu với cô chú anh chị và các bạn qua số điện thoại là 0946 718183. Đó là số Zalo của con tên Kịch. Chân thành cảm ơn cô chú clip rồi đã ủng hộ con hết clip 100% luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Xin đầu tiên lên một phôi mai tứ quý mã số 1 cô chú anh chị. Rồi, có đến chính vụ cây thước không anh? Bonsai mini. Vừa rồi là con cáo lỗi với cô chú anh chị, cây thước con bị rụng cái nút sắt này con không hay nha. Chứ mua bán cây thước đó cũng nhiều kỷ niệm á. Con bán gần 1000 cây là trên cây thước đó con mới ủng hộ không để hoài á chứ không ai cố tình ăn gian anh. Cô chú nào cũng muốn cần con tặng 1-2 phân trước cũng được ha. Rồi, cây số 1 luôn em. Số 1 vào cây tứ quý cô chú anh chị. Đó, cây này dán trực cho cô chú ơi, đấy nôm. Nữa bây giờ mình ghép 3 bo. Dựng cái đọt lên là mình chơi ha. Đấy là tuôn sổ hết trơn nha chú anh chị. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh nha, mình về mình trồng chỗ nhỏ nhỏ mình ghép mình chơi ha. Đó, đế thì nó đều ở trên cộng bành bành không à. Đó. Rồi. Đo thông số mã số 1 của chú tham khảo ha, tứ quý ha. Chiều cao là 70. Hoành thân là 27 coi chú anh chị. Chứng 27 ha. Sổ nôm là 30. Củ đông đặc là 80 coi chú anh chị. Củ đông đặc là 80. Rồi. Cái này mình trồng chỗ 4 coi chú ơi. Cây tứ quý mã số 1 là xin giao lưu với cô chú anh chị là 2.700.000 bao xếp toàn quốc thôi chú anh chị ơi. Đó, về cô chú nào tập ghép cũng ghép được ha. Nó có form cũng đẹp đâu cô chú. Tiếp tục mã số 2 là cũng là một cây tứ quý ha. Dán bay cũng được, hoặc là cô chú nào về muốn chơi dán giật thì mình bóp lại ha. Đó, mặt tiền đây cô chú ơi. Đó, mình bay thì mình dắt ra dài ra, bắt trên cành ra, lột mình chơi ha. Đó, đặc biệt là cây tứ quý thì rất già cây cô chú anh chị. 33 mấy năm tuổi ha, cô chú nào chơi thường tứ quý bên con thì nhìn biết ha. Cái da đó lồm hết trơn cô chú anh chị. Đó. Đó. Quê hương con là Sóc Trăng, nước ngọt quanh năm cô chú. Màu da là đó lồm hết trơn luôn á. Thêm cái độ già cây đó. Đó. Mỗi cây nào bên con cũng đều về cắt cành là tha keo ha, thì cô chú nào về không muốn con lại thì tha keo lại thêm á. Đế thì nó đều hết trơn nha chú anh chị. Đó, nó sổ nó vậm nguyên cái củ đặc luôn nha chú anh chị. Đó. Lực lực luôn ha. Cho em xin chiều cao anh ơi. Chiều cao là 135. Cành phóng là 100. Hoành thân là 43 nha chú anh chị. Chứng 43 nha cô chú. Bao về đo lại luôn cô chú ơi. Củ đặc là 73. Sổ đế là 30. Cái đường kính bầu là 60. À, cái này con nói rõ với cô chú luôn ha. Cái này ở trong cái ruột của nó là có ổ mối trống ha. Con môi ra là con bị chạm lũng lỗ nhẹ không có gì hết nha cô chú. Bao sống mạnh mẽ cô chú 100% nha. Để cô chú về nhận cây nói là cái cây có bị mối ăn lỗ nhẹ sao mày không báo ha. Cây mã số 2 thì xin giao lưu với cô chú anh chị là 10 triệu bao xếp toàn quốc nha cô chú anh chị. Tứ quý nha cô chú. Rồi, đợi luôn anh em. Tiếp tục mã số 3 là mai vàng cô chú anh chị ơi. Tứ quý lúc này cũng cạn nguồn nhiên liệu gom không được nhiều nha cô chú ơi. Clip rồi con cũng bán hết luôn nguyên lô tứ quý rồi ha cô chú. Đó, dưng cành nó có hết trơn luôn, cây này về cho cô chú nào mà tập chơi được đó. Giá cũng rẻ, cô chú về bỏ chậu tết tới ra được mình có cây mình chơi ha. Đó, dưng cành là đều hết bóp giót luôn ha. Ở chiều cao luôn anh.
cao là 103, hoành thăng là 29 đến 28 nha cô chú. Đó, cái cũ này nằm như con thú nha cô chú ơi, cái cũ là 72 đến 70 ha. Một hai phân là không nói gì được nha chú. Đường kính bầu là 50, cái gì dùm cậu 6 nha chú anh chị. Đó, cái cây này ngày xưa là cũng bị chủ nhà hai nhánh người ta cưa nhánh nè, rồi đó kéo quả này về đục vệ sinh lại hết cho cô chú luôn ha. Đó, cây này rất mạnh nha cô chú ơi. Đó, bứng về mấy bữa mà nó kéo bo nó đã đâm được nhẹ hết ha. Rồi chinh thăng nữa. Rồi chinh thăng nó cũng có một vết đó chắc tắt nhánh nha cô chú, mà nó cuốn cỡ này ha, cô chú nào không thích về bóp lại, giá này cũng dễ bóp thôi cô chú. Cây mã số 3 xin giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000 bao ship toàn quốc nha cô chú ơi. Đó, ship công cũng đã mấy trăm rồi nha cô chú. Tiếp tục số 4 là cũng là một cây mai vàng cô chú anh chị. Đó, cây số 3, số 4 còn cũng không thấy mặt bông nha cô chú, nào cũng đẹp hơn về ghép nha. Ông chủ nhà cũng có chơi lâm găm mà cô chú anh chị, cây này nằm đất em tự tay bứng nha. Ông sửa cũng sơ sơ rồi về con thấy không đẹp con coi lại cô chú ơi. Đó, cây này rất mạnh nha, để mấy ngày mà nhựa nó lên nè. Đó, cận cảnh camera là đây cô chú anh chị, nó có xù lâm 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 ha, nhưng mà cây cũng không có nhiều tiền, không có báo xù gì hết trơn cô chú. Dạ, dạ cây theo năm tháng ha. Rồi, đo chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao là 95. Hoành thân của nó là 37 cô chú anh chị. Đó, cây này cũng nở lắm cô chú. Nè, đo nở nhẹ chú cô chú tham khảo là 44 ha. Đường kính bầu của nó là 55, cây gì trồng chỗ 6 nha cô chú. Cây mai vàng mã số 4 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 3.200.000 bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đó, cô chú nào mới tập chơi lấy cặp số 3, số 4 ha. Rồi, đổi cây luôn anh ơi. Tiếp tục số 5 là một cây gián thú nghệ thuật nha cô chú anh chị. Chân cành đều bóp vỏ bóp vót luôn ha. Đó, chân cành là uốn éo hết trơn nha cô chú anh chị. Đọt thì lắc nha. Đó, đặc biệt cây này có đuôi gắt viên nha cô chú ơi. Đó, nó nằm mường tượng cũng như là con thú nha cô chú. Đó, chân trước chân sau thì bao la ha, mà đế là gắt nhiều nha cô chú anh chị. Có đuôi gắt viên ha. À, đế cô chú là nhìn thấy nè, 3-4 lốp đế luôn nha cô chú anh chị. Chuyện con cục này tròn do ha. Cũng bình thường thôi, không có chùi trứng đâu em, nào trứng báo trứng. Đã tròn thấy cưng. Tròn tròn thấy cưng. Đó, à, trứng cành này cô chú nhờ nhìn lại một lần giúp em ha nè. Nó cũng múa hết trơn, chân cành về mình gấp dài đẹp cái hầm chơi ha. Mà đặc biệt cũng báo cho cô chú luôn ha, cái này là bông 79 cánh nha, có 12 cánh lai gai mà con chỉ báo 79 nha. Bao bông luôn mà. Bao bông, cái này là thấy mặt bông nha cô chú. Nó về cô chú nào muốn ghép 30-40 cánh gì đó mình ghép thêm thì ghép cho đẹp thêm ha. Còn mấy để bình thường mình chơi nha cô chú. Đó, mang bộ gián thú mà mang bộ chân cành này đẹp lắm nha cô chú. Chiều cao là 120, hoành thăng là 38 nha cô chú. Đó, con đo cái mình thú với cô chú tham khảo ha. Cái mình thú là 71 đến 70 nha cô chú. Cái đuôi nha cô chú, cái đuôi là 13 nha cô chú ơi. Sổ đế là 30. Đo củ đặc cho cô chú tham khảo ha. Cô đặt này ở trên luôn nha cô chú. Cô đặt là 115 ha. Cái nhỏ mà cô đặt 115 cô chú cũng biết rồi ha. Đó, đọt thì gắt vót nha cô chú. Đọt còn 8 nha cô chú ơi. Cái này giờ mình trồng chỗ 7 nha cô chú. Cây mai vàng mã số 5 mà xin giao lưu với cô chú anh chị là 11 triệu bao ship toàn quốc. Cây này rất khéo cây nha cô chú ơi. Số điện thoại con là 0946718183, đó là số Zalo con tên Kịch nha cô chú, ở ngã năm Sóc Trăng ha.
Tiếp tục là mã số 6 ha cô chú anh chị. Một cây mai vàng ha. Cây này cũng có nhóm nhóm xù lây gai ha. Con chỉ báo già cây thôi cô chú, nào nhìn nhận được xù thì ủng hộ con ha. Đó, cái dáng của nó cũng có duyên lắm nha cô chú. Đó, cái này mình dắt ra dựng đọt lên. Hay là hoặc là cô chú nào muốn chơi ba thì về hạ xuống thêm nha cô chú ha. Đó. À, mặt chính thì nó chỉ vậy thôi ha. Đế thì nó đều đông đặc hết trơn, nó vọng 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 xuống hết trơn nha cô chú anh chị. Đó. À, cái này nè cô chú nào mà đánh giá thì nhắm có xù thì ủng hộ em ha. Em chỉ báo già cây thôi nhưng em biết cái này là có thể nha cô chú. Nhưng mà xù cũng không làm được gì nhiều ha. Cây này đặc biệt cũng báo bông nha cô chú luôn ha. Bông cũng là từ 7 tới 9 cánh ha, 10 cánh con đã thấy nha. Mà 12 thì chưa thấy. Đã lúc bứng cây là thấy bông khít, bông đẹp nha. Có vài bông là 10 cánh luôn nha cô chú anh chị. Đó, nhỏ nhỏ chứ duyên lắm nha cô chú ơi. Rồi. Chiều cao là 55, bonsai lùng lực là đây cô chú ơi. Đó, cái này là eo nhỏ nhất ha, một vị trí đo luôn 45 nha cô chú anh chị. Cứng 45 ha. Đó, cái củ đông đặc cho cô chú tham khảo luôn. 102 tính 100 nha cô chú ơi. Đặt kẹo hết 100 luôn á. Cái đường kính bầu là 55, cái này dòng chỗ 6 nha cô chú anh chị. Cây mai vàng mã số 6 này xin giao lưu với cô chú anh chị 8.500.000, cái này bông đẹp nha cô chú ơi. 8.500.000, những cây mà con bao bông là con đã thấy bông nha cô chú. Tiếp tục mã số 7 là một cây mai xù nha cô chú anh chị. Xù nu ha. Đó. Đế thì nó đều bốn mặt hết. Đó. Cây này nó hơi cao ha, liêu khiêu ha. Con đốn bonsai lùng lực luôn, về cô chú nuôi lại ha. Dạng xù xù này nó mạnh lắm, kéo vết thẹo là mau lành lắm nha cô chú. Cục bạch luôn em. Đó. Đó, nó cục hết trơn ha. Đó. Xù thường thường nó ít đế, cây này đế nha cô chú. Cái này là xù nu không phải xù chảy nha cô chú anh chị. Đó, thường thường anh em đo mà xù chảy tưởng mường tượng là một ngón tay, là độ cao là một ngón tay ha. Cái này con chấp thêm ngón nữa chưa tới nha cô chú. Đó, hai ngón tay chưa tới ha, nu mà. Rồi. Chiều cao là 55. Cắn không? Hoành thân của nó là 42 cô chú anh chị. Cái đường kính bầu của nó 55, cái gì trồng chỗ 6 rồi chú. Cây mã số 7 này, cây mai vàng xù nu không thấy mặt bông nha cô chú anh chị ơi. Xin giao lưu với cô chú anh chị là 8 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 8 triệu bao ship toàn quốc. Trời, số điện thoại. Số điện thoại là 0946 718183, đó là số Zalo của tên kịch nha cô chú anh chị. Tiếp tục số 8 là một cây dán trực nha cô chú. Dán trực chân cành nha. Chân cành đầy đủ hết trơn. Mấy hôm cây này là mình rất mau chơi nha cô chú. Tại vì cây có chân cành thì chỉ ra thêm là mình chơi ha. Đó, con trừ hao cô chú nào không con lại thì con ha. Giót ngọn luôn nha cô chú. Đó, đặc biệt cô chú nhìn thấy ha, bộ đế nằm cũng lai lai con thú ha. Nói về mường tượng vậy thôi, cô chú nào muốn chơi cho cái gì là cho ha, chứ không phải thú là được cái gì nha cô chú. Nhưng mà bắp rễ nó rất lực nha, bắp nào ra bắp nấy ha. Đó. Ở ngoài nhìn rất là lực cây lắm. Đó, ngày xưa cây này chắc cũng nghĩ hai thằng ha, chủ nhà cưa một thằng ha. Mà bây giờ nó đã liếp hết trơn rồi, cây này rất mạnh nha cô chú anh chị. Không còn cái thẹo nào hết ha. Chân cầm thì đều hết trơn. Đó. Chiều cao là 125. Hoành thân là 41 nha cô chú anh chị. Hoành thân 41 ha. Để con đo mặt con gửi cho cô chú tham khảo ha. 12 ha. 36 con gửi nha cô chú. Cái đường kính bầu là 65, cây này về mình trồng chỗ 7 nha cô chú ơi. Đó. Cây mã số 8, cây trực chân cành đều này xin giao lưu với cô chú anh chị là
9 triệu bao hiếp toàn quốc nha cô chú anh chị. 9 triệu bao hiếp toàn quốc nha, đế cây này rất khổng nha cô chú ơi. Cây này không thấy mặt bông cô chú. Cây này cô chú nào muốn ghép thì đẹp thêm thì ghép ha. Mai vàng miền Tây của em ha. Tiếp tục số 9 cuối hiếp là một cây mai vàng ha, tàn thành phẩm nha cô chú anh chị. Đó, cây này ông chủ ông trồng trong cái học ha, con bứng về 3 ngày không rụng cái lá nào nha cô chú anh chị. Tại vì clip thường thường con lên 4 ngày con lên clip á, con bứng 3 ngày lá là xinh tươi hết trơn nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú nào muốn kỹ thì tuốt lá thì con tuốt giùm luôn ha. Cây này là con đã thấy mặt bông nha cô chú anh chị. Bông thì không có nhiều cánh nha, 6, 7, 8, 9, 10 có nha cô chú, nhưng mà bông rất đẹp nha. Bông cánh khích con bao cánh khích cô chú luôn ha. Đó cô chú trồng về tuốt lá ra nó ra bông lại, mà nếu mà cánh thưa giả lại con ha. Chiều cao là 2m, tán ngang cũng là 2m nha cô chú anh chị. À, 8, 9, 10 cánh là chuyện bình thường nha. Mà tại vì nó bông nó như cái sảnh vậy á, chứ không phải là 9, 10 không. Cái lá rất lớn với cô chú anh chị ơi. Đó, cái cây mai vàng này nhỏ như con báo cho cô chú luôn á, tuổi đời nó là 25 năm ha. Ông vũ mẹ sửa sẵn hết trơn, chỉ cành nhạo lắc lên hết trơn tới ngọn cô chú anh chị. Đó, một thân một cốt lắc luôn ha. Đó. Đấy ha. Cô chú mà đặc biệt cái cây này là một cây thụ trứng nha cô chú anh chị. Đó, nó nổi cục nào cục ấy là như cái cục đá nha cô chú nào à. Am hiểu thật sự thì hả chơi cái này con phiên cô chú ha. Còn mới tập chơi không nên chơi cái này cô chú ơi, tại vì cô chú chơi thường cô chú mới biết đánh giá được nó ha. Ở trong đây cô chú thấy nè, nó như là đá vậy nha cô chú anh chị. Quay cặn vô mấy góc này ha, nó như cục đá vậy đó. Đó nè, này tài lộc nha cô chú ơi, nó con nói cho vui không thủy ha, nhưng mà mình nuôi cây này là cũng đường dài cũng có tương lai ha. Nè cục trứng nào trứng đấy nè. Đó mà cô chú nhìn kỹ giùm con ha, là mỗi cái đầu rễ nào nó cũng mang một cái trứng dù lớn hay nhỏ ha. Nè, không có cọng rễ nào mà không có cục trứng hết trơn cô chú. Đó, nó đang lên cô chú ơi. À, cọng rễ nào không có cô chú thấy nè, nằm cọng cầm xuống nó cũng nổi lên nè. Đó, cô chú nào am hiểu thì ủng hộ con ha, còn mình mấy cô chú nhìn thấy nè, nó già nó găng guốc hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Đó, nó găng guốc hết trơn luôn. Cây này ông chủ ông cũng tâm đắc á, ông vừa ông sửa theo năm tháng cho nên mua giá cũng không được rẻ cô chú ha. Chiều cao là 2m, tán ngang cũng là 2m nha cô chú. Hoành thân là 29 nha cô chú anh chị. Hoành thân 29 nha. Con đo cũ này cho cô chú tham khảo à. Cái cũ này là 27 nha cô chú anh chị. Đó, cái cũ 27 nha. Cái củ đặc cho cô chú tham khảo ha. Củ đặc là 102 ha. Quay vòng củ đặc cho cô chú coi luôn ha. Đó, củ đặc là củ đặc chứ không phải là nè. Đó, cái đường kính bầu của nó là 70 ha. Cái này về mình trồng chỗ 8 hoặc mét nha cô chú. Đo cái tay nhạo cho cô chú tham khảo luôn ha. 15 nha cô chú anh chị. Đó, hoành thân có 29 mà cái tay 15 rồi cô chú cũng biết ông chủ nó tâm đắc cỡ nào ha. Đó, đó một lần nữa xin nhắc rõ đây ha, cô chú nào nếu am hiểu về cây ha, cây này nó nuôi từ lâu ha, từng chậu hết trơn ha, nằm trong bồn đó nha cô chú. Cây mã số 9 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 20 triệu bao xếp 200 km xếp bằng xe tải nha cô chú anh chị. 20 triệu bao ship toàn quốc ship bằng 200 km ship bằng xe tải nha cô chú. Cái này ship vùng ngoài vẫn ship được nha cô chú ơi. Rồi cuối clip xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ con trong thời gian qua ha. Clip rồi con cũng hết cây ha. Chân thành cảm ơn cô chú rất nhiều ha. Số điện thoại con là 0946 71 8183, đó là số Zalo con tin kịch ở ngã năm Sóc Trăng nha cô chú anh chị.